Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong với bài tập toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 65. Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số tiếp theo. Bài số 1 tính 93 ta chia cho 4. 9 ta chia cho 4 là được là 2 lần. 2 nhân cho 4 là bằng 8, 9 ta trừ cho 8 là cộng 1. 3 ta hạ xuống. 13 ta chia 4 là được là 3 lần. 3 nhân 4 là 12, 13 ta trừ cho 12 là còn 1. Dư, đây là dư. Số dư này luôn luôn nó nhỏ hơn số chia nha. À, số dư này nó luôn luôn nhỏ số chia. Khi nào chúng ta chia mà chúng ta thấy số dư này nó lớn hơn số chia này là sai á. 85 ta chia cho 5, 8 ta chia cho 5 là được 1 lần. 1 nhân 5 là bằng 5, 8 ta trừ 5 là còn 3. 5 hạ xuống. 35 ta chia cho 5 là được 7. 7 x 5 là bằng 35. 35 ta trừ 35 là bằng 0. 52 ta chia 6. 5 ta chia 6 không được. Đó, 5 ta chia 6 không được. Cho nên ta lấy 2 chữ số. Với những cái phép tính trước thì con số đầu tiên chúng ta chia được thì chúng ta sẽ chia. Còn như con số này là 5 ta chia 6 không được, ta lấy 52 ta chia 6. 52 ta chia 6 là bằng bao nhiêu? Chúng ta đọc bằng cuộc chương. 6 x 6 là 36, 6 x 7 là 42, 6 x 8 là 48, 6 x 8 là 48. 48 mà 52 ta trừ cho 48 là bằng là 4. Bằng 4. Như vậy là số dư là 4, nó vẫn nhỏ hơn con số chia, được không? Số dư là 4 nhỏ hơn số chia. Chừng nào mà con số này mà lớn hơn số này là sai. 87 ta chia 3, 8 ta chia 3 là được 2 lần. 2 x 3 là bằng 6, 8 ta trừ 6 là còn 2. 7 ta hạ xuống, 27 ta chia 3 là được 9. 9 x 3 27, 27 là trừ 27 là bằng 0. 7 số 2. Tính giá trị của biểu thức. 84 ta trừ cho 24 ta chia 2. Trong này có dấu trừ và dấu chia, chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm cái dấu chia này trước à, chứ đừng có lấy cái này chúng ta trừ nhau là sai ha. Làm dấu chia trước. Đây 84 chúng ta ghi lại, trừ ghi lại, hai cái này chia nhau, 24 ta chia 2 là bằng 12. À, 84 ta trừ cho 12, 4 ta trừ cho 2 là còn 2, 8 trừ 1 là còn 7. Bài này cũng tương tự vậy, chúng ta làm cái chia này trước, 32 và dấu cộng này chúng ta ghi lại. 36 ta chia 6 là được 6. À, vậy là bậc 30, 18. Bài số 3. Nấu phép tính với kết quả của nó. Như vậy một dãy cái này đó, là một dãy cái dưới này. Thì như vậy chúng ta sẽ chia. Chia xong chúng ta nấu. 45 x 9 là được 5. 5 x 9 là 45. Rồi chúng ta làm xong chúng ta lát nữa chúng ta nấu nha. 21 là chia 7 là được 3. 36 là chia 9 là được 4. 16 là chia 4 là được 4. 72 là chia cho 8 là được 9. 18 là chia 9 là được 2. Rồi chúng ta nấu. 5 xuống đây. 3 qua đây. 4 đây. 4 đây. 9 đây. 2 đây. Rồi cái dưới 56 ta chia cho 8 là được 7. 25 ta chia 5 là được 5. 40 ta chia cho 5 là được 8. 63 ta chia 9 là được là 7. Không phải 7 mà ghi 9, 7. 79 số 3. 24 ta chia cho 3 là được 8. 54 ta chia cho 9 là được 6. Vô đây. 8 vô đây. 7 vô đây. 8 lên đây. 5 vô đây. 7 qua đây. 2. Bài số 4. Quãng đường từ nhà Mai tới trường dài là 96 mét, nhưng Mai mới đi được là 1/4 quãng đường. Hỏi Mai còn phải đi là bao nhiêu mét nữa thì đến trường. À, chúng ta sẽ đi tính cái số cái
cái quãng đường mà Mai đã đi được, ta lấy cái này ta chia cho 4 nào. Quãng đường Mai đã đi được là ta lấy 96 ta chia cho 4 bằng 9 thì chia cho 4 là được 2, 24. 24 đơn vị là tính thêm mấy? Rồi, người ta hỏi là Mai còn phải đi bao nhiêu nữa? Số mấy Mai còn phải đi thêm là ta lấy 96 ta trừ cho cái số mấy đã đi, à, trừ cho 24. 6 ta trừ cho 4 là còn 2, 72 mấy? Đáp số 72 mấy. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.